bệnh tình của ảnh đó là nó bị ung thư hốc mũi mà nó bị gây ra hoại tử hết xương hàm, và nó đang hiện là nó đang xâm lấn vùng đầu, dạ phần đầu, bộ phận đầu mặt là nó đang bị xâm lấn. Hiện tại tình trạng của anh 4 ngày nay là anh bỏ ăn mất ăn, và đã quá trị qua một lần mà quá trị vô tác dụng. Thuốc tây ở ngoài cho anh ghé mua mấy viên thuốc cầm máu, cầm dâm, cầm máu để bây giờ sợ nó trở mạch máu, chảy máu tử mình không biết. Anh hay dở mạch máu nào? Cầm hỏng, anh dở ra đúng không? Cái não anh nó bị phù á, phù vô chèn mạch máu não, cái mạch máu não anh nó gần như dở rồi. Thế là đấy là chị vợ biết ôm cái gối rồi bó cái đầu anh lại để cho cái đầu không lắc. Thật sự thì cái ca này chạy là nãy giờ cũng chạy rất là chậm luôn, giữ ổn định rất là nhiều luôn, tại vì chỉ có một phải một sai lầm nhỏ thôi, một cái ổ gà hoặc một cái mà thắng nhồi thôi là nó sẽ nguy hiểm đến cái tính mạng của anh, nên là con hôm nay cũng rất là cố gắng rồi. Xin chào quý ông bà cô chú, thì con là Thành. Dạ thì bữa giờ là cũng không đi xe cứu thương, thì hôm nay là trở lại tới chuyến xe cứu thương. Dạ thì mời quý ông bà cô chú trở lại chuyến xe không đồng của họ thiện nguyện BDS, thì con có con với anh Long tài xế mới. Thì hôm nay do là ảnh mới tập cầm máy lần đầu tiên á, nên là không có tiện, con chưa có thể để anh xuất hiện, tại vì ảnh cầm máy mà ảnh chưa biết quay lại ảnh nữa. Dạ thì chiều nay bây giờ là cũng 4 giờ chiều của ngày 7 tháng 9 rồi nha cả nhà. Thì con có nhận được ca là này nghe nói là ung thư, nhưng mà cũng đang hiện tại là đang rất là nặng, cực kỳ nặng rồi. Thì không có thở oxy, cũng không đặt nội khí quản được luôn, chỉ là chở về nhà để gọi là được cầm cự lúc nào hay lúc đó thôi nha cả nhà. Nhưng mà con cũng nói với người nhà là cái khả năng mất trên xe rất là cao, nhưng người nhà cũng, bác sĩ cũng nói với người nhà nên người nhà cũng đồng ý rồi, nên tụi con cũng hỗ trợ cho gia đình chuyến xe cộng đồng rồi. Thì bây giờ mời quý bà cô chú đồng hành với anh em tụi con tới bệnh viện Chợ Rẫy để đón bệnh, rồi xem tình hình bệnh cũng như hoàn cảnh thế nào. Dạ mời quý bà cô chú. Rồi sau thời gian di chuyển thì hai anh em con cũng đã tới bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ này cũng như quen thuộc thôi nha cả nhà, cũng là cái cổng số 3. Thì bây giờ để con điện cho người nhà ra đón tụi con nha cả nhà. Đó, giờ cả nhà cũng thấy là đây là bệnh viện Chợ Rẫy. Hy vọng là đón được bệnh trước khi trời mưa nha cả nhà, tại vì khi mà Chợ Rẫy là mưa là bó tay khó đón bệnh lắm nha cả nhà, kẹt xe nữa. Cũng mong chuyến này đón bệnh được suôn sẻ bữa giờ. Hello. Dạ em tới cổng số 3 rồi, chị cầm giấy ra dắt xem cho. Dạ. Chị đưa giấy vô cổng cho bệnh viện, chị đi gắn vô cổng cho bảo vệ, cho bảo vệ. Rồi, người nhà cũng ra tới cổng đón luôn em rồi nha, tụi con rồi nha cả nhà. Vô tới xe đưa được không chị? Nói chung là mình nằm ngoài đường luôn. À, ngoài đường luôn à. Dạ. Chị hai cô chị ăn gì chưa? Dạ chưa ăn, mình giờ lo vấn đề chỗ lo cho nó trước, bây giờ từ từ tính sao. Dạ. Dạ. Thuốc tây ở ngoài cho anh ghé mua mấy viên thuốc cầm máu, cầm máu để bây giờ sợ nó trở mạch máu, chảy máu tử mình không biết. Anh hay dở mạch máu nào? Cầm hỏng. À, anh dở ra đúng không? Nghĩa là mình chuẩn bị cái này là, chuẩn bị cho ảnh nha. Có giấy, giấy khó khăn là chuẩn bị cho ảnh nha. Khăn, rồi rồi, bây giờ em ra đầu nhà thuốc đầu đường cho chị mua thuốc. Dạ, rồi 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 rồi. Dạ. Rồi rồi mình đi nha chị. Dạ mình đi. Rồi rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn nha. Rồi thưa quý bà cô chú, thì do ảnh bị hay bị chảy máu miệng á, nên là phải mua cái thuốc cầm máu, thì ở nhà thấy có u quanh rất là lớn. Vâng, thì chị vợ ghé mua cho chị vợ thuốc cầm máu để không mà là cái máu miệng cứ chảy ra ngoài thì không có cầm được cái nha cả nhà.
Đấy, giờ tụi con mới đóng bệnh xong rồi. Rồi để chị vợ mua thuốc xong rồi con sẽ phản hành ra cả nhà. Rồi xin chào quý ông bà cô chú, thì C05 Thành với anh Sơn, anh Long tài xế mới đã đón được anh Tèo nha cả nhà. Thì anh này sinh năm 1987, thì cả nhà thấy anh bị u ác tính đó. U bây giờ thật sự thì cả nhà coi thì thấy u nó đang ăn hết một hốc mũi và cả nó ra tới miệng luôn rồi. Đó thì nó di chứng lên não, thì ca này di chuyển rất là nguy hiểm nha cả nhà. Ca này tại vì nó di chứng lên não là bất cứ lúc nào mà có não có thể là đứt bất cứ lúc nào, nên là ca này anh tuy anh còn tỉnh táo nhưng mà thật sự thì rất là nguy hiểm. Coi ca này còn căng hơn những cái ca mà đã mà chết não hoặc là gì, tại vì bác sĩ cũng đã nói rồi là nếu mà di chuyển về hoặc là ảnh về nhà thì có thể đứt mạch máu não là anh mất bất cứ lúc nào. Thứ hai nữa, ca này là không có can thiệp oxy hoặc máy thở, không có gì hết, nên mình cũng không kiểm tra được tất cả các nhịp thở hoặc là những cái khác. Thôi thì bây giờ ca này tụi con cần giữ sự ổn định cho xe, cao nhất có thể là không có thể là để xe lắc hoặc là có thể là nhồi để ảnh có thể giảm mạch máu não, nên là con cũng đang gắng tập trung cố gắng mà vừa chạy vừa nhanh nhất có thể mà cũng vừa ổn định nhất có thể thôi nha. Rồi mời cả nhà về Hòn Đất Kiên Giang để xem hoàn cảnh của anh thế nào cũng như bệnh tình ra sao. Dạ mời cả nhà đồng hành với anh em tụi con về Hòn Đất Kiên Giang. Xin chào cả nhà, đây hiện tại tôi con tới trạm dừng chân ở dưới chân cầu Cao Lãnh đây cho người nhà, tại vì chị sáng giờ cũng chưa ăn uống gì, cho người nhà mua tí bánh tí sữa gì ăn để có sức để hỗ trợ đưa anh về tới nhà, chứ là tôi con muốn xem tình hình bệnh tình của anh thế nào. Để đầu mà cả nhà cho con không sao rồi, sao rồi toilet toilet hả? Ổn không sao không sao hả? Chị coi có ăn uống gì ăn uống nha. Có bà chị bớt cũng có mua rồi, còn cây khỏi canh. Dạ. Có mệt gì em chị? Hả? Mình có mệt chưa? Không, có mệt. Có mệt luôn anh. Thôi, khó thở. Thôi, khó thở hả?
Rồi trước giờ bệnh viện nằm cũng hơi khó không? Cho nên đi khó thở. Khó thở rồi ngồi nhiều á. Ngồi nhiều quá hả? Ngủ. Nằm nhiều á, ảnh nằm, ảnh nằm, nằm được. Rồi em hiểu rồi, hiểu rồi. Bên có nhức đầu gì không? Nhức đầu cho nên. Nhức đầu à? Rồi à. Tiếp nhận bây giờ có khối u này. Em hiểu. Nãy giờ là ghé chạy im nhất á, tự lắc 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 nó khó chịu. Ừ, chạy hay chậm. Vậy cái gì chị lo cho anh nha, hồi để chị kia vô ăn uống rồi ấy. Anh ăn uống gì được không? Không đâu nha, có uống sữa hay là lâu lâu uống được. Hồi lúc ở trên xe có uống giờ hay chuẩn bị cho uống cho Yến nữa. Dạ, kén 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 ăn uống vô nha anh, nha. Kén ăn uống đi rồi để cho anh xuất nha, rồi đi. Để về nhà hơi mệt đó nha. Dạ. Dạ thưa quý bà cô chú, thì hiện tại thì dưới chân cầu Lãnh tụi con cũng mới ghé chạm dừng chân cho người nhà đi vệ sinh cũng như là mua đồ ăn, tại vì thấy hai chị sáng giờ cũng chưa ăn uống gì hết đó. Đó thì muốn chăm cái người bệnh thì trước tiên mình phải khỏe cái đã, nên là ghé vô. Thứ hai nữa tụi con phải kiểm tra tình hình sức khỏe của anh thế nào. Thật sự thì hiện tại là anh đang rất là ổn, rất là ổn vậy nha. Đó là chỉ là hơi mệt, là cho là cái bệnh của anh đó nó làm cho anh mệt thôi, chứ thực sự thì hôm nay là con chạy chạy nó nhanh không nhanh mà chậm không chậm. Quan trọng hôm nay đó con là cần giữ ổn định xe thôi, chứ nhanh chậm nó không thành vấn đề. Tại vì anh cũng còn đang tỉnh táo nên là cố gắng thôi. Rồi giờ tiếp tục tụi con sẽ di chuyển về đất Kiên Giang, nó sẽ còn khoảng 120 cây nữa để tới nhà của anh. À, đường thì cả nhà không biết, cao tốc rạch sỏi hơi xấu, và cái bệnh của anh nữa chỉ có sơ sẩy là cũng không được. Rồi mời cả nhà đồng hành với anh em tụi con về Hòn Đất Kiên Giang nha cả nhà. Chào chị nha, đây là Thành, tài xế hội thiện nguyện BDS. Hôm nay sẽ thay mặt sư phụ em là chú Lâm Sang với mấy anh em trong hội hỗ trợ cho anh Tèo về tới Hòn Đất Kiên Giang nha. Chào hỏi chị tên gì? Dạ, chị tên là Nguyễn Tuyết Nhung. Chị Nhung hả? Chị Nhung hả? Cho hỏi bệnh tình của ảnh là sao chị? Bệnh tình của ảnh là nó bị ung thư gốc mũi mà nó bị gây ra hoại tử hết xương hàm, và nó đang hiện là nó đang xâm lấn vùng đầu. Dạ, phần đầu, bộ phận đầu mặt là nó đang bị xâm lấn. Hiện tại tình trạng của anh 4 ngày nay là anh bỏ ăn, bỏ ăn, mất ăn. Và đã quá trị qua một lần mà quá trị vô tác dụng. Bác sĩ bây giờ bảo là bây giờ về nhà cho có thời gian với lại gia đình.
Dạ, thì gia đình cũng là gia đình thuộc dạng hoàn cảnh khó khăn. Đây là ba của anh, mẹ. Dạ, dạ, bên đây là ba. Dạ, đây là anh hai, là anh rể. Dạ, thì gia đình gọi là gia đình đơn chiếc. Cho nên là hoàn cảnh thì cũng nhờ đây chú Tám sang và mấy em hỗ trợ tin đường từ giữa thành phố về đây. Gia đình cũng hai mặt gia đình cả lời cảm ơn chú Tám. Dạ. Dạ, cũng đồng hành cùng hai em để đưa gia đình anh về tới nhà an toàn. Dạ, thì anh bị bao lâu rồi chị? Anh bị đúng từ lúc mà phát hiện cho đến thời gian mổ lấy sinh khiết, từ cái ngày là mổ lấy sinh khiết là ngày 23 tây tháng 6 cho tới ngày hôm nay là điều trị ở tại mổ sinh khiết là bệnh viện Thủ Đức. Còn bác sĩ mới báo phát hiện ra là u là u ác, cho nên là chuyển lên Chợ Rẫy ngày 15 tây tháng 7 là ngày mổ đầu mổ cắt khối u. Từ tới hôm nay mổ cắt rồi là hôm nay khối u nó đã qua bác sĩ như vậy. Anh trước khi bị là anh có triệu chứng gì không? Trước khi bị thì anh chỉ triệu chứng là đau răng, nhức răng. Đơn giản vậy thôi, chỉ là nhức răng. Mà tới chừng cái đó xét nghiệm, khám là xét nghiệm là đi tới cùng luôn á, là tới ngày giờ này là nó phát hiện nhức răng là nó tới luôn, tới giờ này là nó bị như vậy. Dạ. Có mấy tháng rồi ạ? Dạ, mới có 2 tháng rưỡi là nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy và cấp cứu đã 4 lần ở trên Chợ Rẫy. Dạ, cấp cứu 4 lần. Cái hướng điều trị là bác sĩ có nói cái hướng điều trị của anh lúc đầu là thế nào vậy? Hướng điều trị lúc đầu anh đau quá, bác sĩ cắt bỏ khối u. Dạ. Cắt bỏ khối u về được nằm viện được 8 ngày. Về cái bắt đầu chảy máu cam gọi là ọc máu á. Anh ọc máu ra rồi đi lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, bắt đầu cầm máu được, về được 2 ngày, tới ngày 3 tây tháng 8 lại cấp cứu một lần nữa vì từ dưới vạch giá này chị cũng phải chuyển lên, tại vì bác sĩ dưới vạch giá này là không thể hỗ trợ cái căn bệnh này. Dạ, và chuyển lên. Dạ, rồi tới ngày 10 tháng 8 lại nhập viện đại lục về, và ngày 20 tháng 8 là nhập viện tiếp, là đã 4 lần trên Chợ Rẫy là cấp cứu do tình trạng cấp cứu. Dạ. Thì thấy anh cũng tỉnh táo nhưng mà thật sự là cái sức khỏe tốt nhỉ. Dạ, bác sĩ thì có, bác sĩ lúc sáng cũng có cảnh báo là về sợ là nó vỡ mạch máu lúc nào. Đúng thì rồi. Bác sĩ không thể cầm được tại vì cái vùng trên này là vùng mạch, nhiều mạch máu nó xảy ra. Thì em cũng có nói với lại trình bày với anh sáng. Dạ. Thì đó em cũng nói trước với người nhà nó đồng ý á, thì tụi em sẽ đưa về. Dạ. Chứ mà thật sự tụi em cố gắng rồi chứ. Dạ. Có gì tụi em cũng nói chung á, đưa về anh đưa về á, ví dụ như mà đưa về á thì tụi em cũng nhẹ nhàng thôi. Dạ. Tụi tuy là tụi em không chịu trách nhiệm nhưng mà anh mà lỡ có mà trục trặc gì tụi em cũng áy náy lắm. Dạ. Chứ không phải là tụi em nói là tụi em không chịu trách nhiệm là không ấy. Dạ. Tụi em thì nói chung về căn bệnh của anh á thì gia đình đã cũng biết từ được cũng có chút xíu sự toan tính về tinh thần. Ừ. Đó, nhưng mà cũng cảm ơn cho cái đội của chú Tám Sang đã cũng chung tay ủng hộ và góp sức với gia đình đây về cho anh về tới đây an toàn. Anh biết bệnh anh không? Nói chung ngày hôm nay anh đã biết bệnh. Anh biết cái khả năng của anh. Đến nay đã chấp nhận. Dạ. Anh với chị có đứa cháu rồi. Anh với chị có đứa cháu gái. Nói chung là anh với chị có 2 đứa cháu gái mà hiện tại ăn ở nhờ trên nhà bà ngoại ở trên Bình Dương á, để ăn học. Rồi cháu nó hiện tại ở đây là 3 năm đó. Tính năm nay là hai vợ chồng đưa cháu về trên Bình Dương để học với lại chị, tụi chị đi làm công nhân ở trển đường tiện lo cho cháu. Thì mới rước nó cháu nó về là ngày 15 tháng 6 là ba, tới ngày 23 tây tháng 6 là ba nó bé nhập viện cho tới ngày giờ này luôn á. Dạ. Cháu biết không? Cháu cũng biết nhưng mà nó không biết ba nó nặng thế nào đúng không? Dạ chưa biết. Ừ. Chị là gốc ở Bình Dương hả? Chị thì gốc ở Bình Dương nhưng mà chị có chồng về đây. Dạ. Hai vợ chồng chị làm công nhân ở trên Bình Dương. Chị là hai chồng làm công nhân, thì giờ chưa 2 tháng nay á, ở hoàn cảnh thì ba mẹ thì đây già yếu không thể lên lo phụ được. Chị thì cũng có cái gia đình, chị cũng lâu lâu lên tiếp cho mình được mai ba bữa, ha, 5-3 bữa. Rồi chị cũng phải về, rồi có công việc gì thì chị lại lên. Đó, thì hôm nay chị cũng mới lên chắc chiều để cùng hỗ trợ với em Út đang về tới nhà an toàn á. Dạ. Hai vợ chồng được cũng là công nhân, cái nguồn thu nhập chính là cái nguồn thu nhập của hai vợ chồng.
mà giờ chồng mình thì ở cái nuôi cái chi cái việc còn có cho nên là cũng một dạng gia đình khó khăn á. Dạ. Cũng là công nhân rồi như vậy thì mình nghỉ thời gian lâu thì cũng bị công ty nó cho thôi việc, nó cũng cho sa thải như vậy. Dạ. Hai chồng chị lúc trước là thu nhập bao nhiêu một tháng? Hai vợ chồng á, lương căn lương căn bản tổng lương bình quân hàng tháng mỗi người chị thì được 6 triệu mấy, anh lương bên cái ngành cơ khí thì anh tăng ca suốt tháng tiền cơm luôn thì anh được 7 triệu mấy, thì hai triệu chọt thu nhập cũng được 14 triệu một tháng cho hai đứa con. Hai đứa là đứa học lớp mấy? Đứa một đứa sinh năm 2008 là học được tới lớp lớp 4 là bé nghỉ rồi. Từ cái mùa dịch Covid tới giờ là bé đi làm cũng như là xuê làm thời vụ làm ngoài á, cho người ta việc khác bé cũng kiếm được 4-5 triệu. Tại vì còn nhỏ tuổi, năm nay bé mới 16 rồi sao không có cho bé học tiếp? Tại vì nói chung là bé hồi trước nó cũng chặn nó rồi học bạn bè cái ấy là có mẹ thời gian bé sợ nó không dám học cái việc viết á, tại vậy là bé nghỉ luôn á. Dạ, hót một bọng đá cho hai bé rồi đó, bé lớn là biết cái tình trạng ba không? Mỗi giờ có đeo thăm ba chưa? Hôm nay ba về là không dám về dưới quê, về ở trên Bình Dương là cũng gần gũi với lại các con. Dạ. Sao không cho hai bé về? Hiện tại thì anh theo lời anh nói thì một bé thì nó cũng đang đi làm cho người ta, còn một bé thì mới vô đầu năm học. Anh nói là bây giờ cũng như là sợ con nữa sau này nó mất cái việc học. Ý nghĩa anh đó là chừng nào mà anh cũng như là không còn khả năng nữa thì cho bé về. Chứ giờ đầu năm học cho bé về thì hả sợ mai mốt nó không học được, bỏ việc học thì tội nghiệp cho cháu. Dạ. Dạ, là như vậy bây giờ thì gửi gắm cháu cho bà ngoại. Hôm bữa giờ nhập viện là cái kinh phí của mình bao nhiêu rồi? Nhập viện tiền cấp cứu, tiền này, tiền kia, các thứ là có trên 80. Trên 80 triệu? Dạ. Chi phí đó đâu ra? Chi phí đó là, thứ nhất là nhờ bên ngoại, bên ngoại, mà nhờ bên nội là bên này, là nhờ anh hai, chị hai là đây, cũng cho được mỗi người gom góp cho bà con, cô bác, cho cũng người vài trăm, vài triệu, với lại cộng đi cộng lại bù qua cái tiền, nói chung là giờ mình cũng phải mượn trước trả sau. Đó, rồi hiện tại có cái căn nhà ở trong hẻm á, là cái căn nhà riêng của hai vợ chồng tạo ra nay được 3 năm rồi, cắt nhà tới giờ cũng là mắc nợ đó. Rồi hai vợ chồng cố gắng đi làm để trả nợ thì năm nay mới vừa cảm thấy khỏe thôi chứ chưa hẳn là hết. Thì giờ anh quay qua anh bận cái này, thì giờ trong đó là đang để cái bản bán nhà, nhưng mà thời gian bán thì chưa có bán được á, nhà không bán liền được á. Thì giờ cứ như là mình cũng ngụm ngược chút để mà xoay sở cái bệnh tình của anh trước, rồi sau này bán nhà mình lấy những số vốn đó đắp qua. Nhà ở dưới quê tiền bán không được bao nhiêu, cũng khoảng 100 ngoài gì đó, nhưng mà giờ trước mắt là mình không có, mình mượn nữa. Dạ. Thì gì cũng có giấy báo căn của sinh của bệnh viện rồi đúng không? Giấy này có hoàn cảnh mình nó khó khăn nè. Thật sự thì hữu duyên thôi, tại vì tụi em xe tụi em không có chờ được, và là có hoàn cảnh nào là em phải giúp tiền hoàn cảnh đó. Ai cũng như ai cũng là bệnh, ai cũng khó khăn, nhưng mà hữu duyên rồi hôm nay được ít ca, tới chiều là em có giúp được chị thôi. Thôi chờ qua ngày mai rồi em không hứa. Tại có thể trong đêm rồi, trong đêm có ở ca có lúc nào cho em có xe lúc nào em giúp bà con được rồi đó. Thì hồi nãy thì nói chung là hiểu cái tấm lòng gia đình, cũng gửi tiền cho tụi em, nhưng mà thật sự á tụi em từ xưa là tụi em giúp bà con chưa bao giờ tụi em nhận một đồng nào. Đó không phải là quy định hay là cái gì, nhưng mà thật sự cái lương tâm cho nên là bà con không nhận tiền. Tại vì tiền là sư phụ của em tự buôn bán, tự lấy đồng lời đó, tự bỏ tiền túi đó, rồi tự lấy cái lời rồi trả lương cho em, rồi xăng dầu xe cứu thương để giúp đỡ bà con, rồi không nhận tiền là vậy. Dạ. Yeah. Vậy nói cho người mà hiểu kết quả tụi em chỉ ít chứ nhiều. Yeah. Cái đó thì cảm ơn cái tấm lòng của các anh và các cho bên thứ tám. Dạ, tại vì đối với tụi em thì hôm đúng ra thật ra em nói là hôm bữa gạch giá mà chuyển lên á thì hoàn cảnh người cũng khó khăn thiệt. Đi lên tới bệnh viện em còn chỉ có 200 ngàn trong người đó. Đó rồi qua ngày sau bác sĩ kêu nhập viện á, rồi em phải chạy em mượn từ người đó, nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ những người quen biết, người ta cũng nói là bên chú tám có được điều chiếc xe từ thiện về quê vậy đó, hoàn cảnh khó khăn á,
Rồi em cũng tìm hiểu trên YouTube, rồi em thấy được số điện thoại, rồi em mới gọi điện, em gửi tin nhắn các bạn đồ này kia, em tìm hiểu. Hôm nay thì được sự giúp đỡ đó, nó cũng té ra vài triệu để mà lo lắng cho anh, tiền thuốc, tiền men, tiền sữa uống hàng ngày thôi. Hiện tại là anh đâu có ăn uống gì được không? Hiện tại anh không ăn gì được 4 ngày nay rồi. Con cái đói quá hay là cồn cào ruột quá thì mình pha cho miếng sữa loãng hoặc là nước yến đồ này kia để cho hỗ trợ sức. Thì anh nói như vậy, ví dụ như người nhà mình đó, thứ nhất đó, cái bệnh nào cũng vậy, cái tinh thần đó là quan trọng nhất ha. Ừ, cái người nhà mình trước đó, cái chăm sóc cái người bệnh đó thì mình phải lo cho mình trước, mình có sức mình mới lo cho anh được. Chứ thứ hai mình cứ ngủ về hoài thì anh cứ nằm đó anh thấy vợ con rồi con cây bệnh. Nó sợ em nhìn anh là em cảm thấy đau giùm anh đi. Rồi chắc rồi. Bệnh đau lắm. Cầm cầm bao nhiêu giờ đau lắm. Cái nhớ không có chịu không nổi. Nhỏ này với nhỏ nãy là nhỏ lớn á. Dạ. Người thứ ba. Dạ. Đó là hai chị em chạy tới luôn như chú. Bệnh hoài đâu có làm gì nổi. Dạ. Mới lên chơi nó được 4 ngày. Rồi nó vô nhập viện chú Thiếm đâu có vô nhà thương được. Dạ. Chú Thiếm mới về hai bữa nay đó. Rồi tắt lên nó chẳng nói gì đó. Rồi là còn dột về luôn. Cái đó không chịu về đâu, nó ở đó gắn chứ. Bây giờ chịu không được, chịu cho con ơi, nó xin về. Thì nói chung là cũng hy vọng là ảnh về nhà có người này người kia nó chăm sóc thì nó cũng đỡ hơn, chứ bệnh viện có một bệnh chị nó cũng đuối con kia hôn cái là chạy lên cũng không kịp. Có gì thì ví dụ như chị cũng đâu bỏ anh mà chị đi mua đồ ăn đồ uống này đồ cũng khó khăn. Về nhà là cũng có cha có mẹ có anh có chị nè. Cô bác cậu mở anh nói chung là bác sĩ nói anh cũng đã chấp nhận cái bệnh của anh rồi. Thì thật sự là về nhà thì có anh chị này rồi, bà mẹ cha rồi cũng bây giờ nó đổi một tí cái bệnh nó khả quan hơn ha. Nếu anh có thể anh kéo dài hoặc là có thể là về đây ngày mai thầy chủ sao cũng bắt rồi ăn hết và đỡ được căn bệnh ha. Hoặc là nó giảm cái sự đau đớn của anh. Cứ sợ con dịch là con thấy đau lắm đó. Xin lỗi. Cái này tôi mới đỡ cái này thắng mặt tôi ngồi về đây à không yên tâm lên trển là hai anh bạn đi không biết đường đi nó sợ đi lạc hết đó mấy đứa này nó ra đó cái chừng có hai đứa cháu dẫn nữa khổ lắm cô đâu có đi xe khổ gì thường bệnh cũng tối rồi. Con cũng xin phép quay về để con tiếp tục hỗ trợ bà con khác. Cảm ơn hai chồng. Thì em nói rồi, nếu cố gắng muốn giữ gìn sức khỏe ở nhà ai cũng vậy á, chia nhau mà thao lo cho anh. Con tán cái dạng cũng được thì đâu có sao ở đó, cái ăn đi. Nếu là nó có việc học nó cũng bỏ lỡ được đời cha đời mẹ khổ rồi ráng lo cho nó anh đừng hỏi anh là gì đời cha đời anh đã khổ giờ anh khả năng không lo được cho cháu nữa anh mong là mấy cậu nhờ mấy cậu chẳng là lo giùm cháu để cho nó không bị mất lỡ việc học. Còn hy vọng là cái việc học sau này rồi thì cũng nói là cái lời của anh như vậy để cho cháu nó tiếp tục cái việc học để thay đổi cuộc sống mình nó khổ rồi. Cũng mong anh về đây phải là nãy là đưa anh được về tới đây là về nó nhẹ người rồi. Tại chỉ sợ là đi mà chỉ cần mà sắp kéo gà cái là đứt hồi nào cũng hay. Về tới nhà vậy là mình. Về đây là chỉ có uống thuốc hay sao được? Bây giờ thuốc thì bác sĩ không cho như nào hết. Rồi cái vấn đề thuốc của anh là gọi là ốc viện rồi. Bây giờ sử dụng qua là chích luôn. Rồi hiểu rồi, em hiểu rồi. Cho nên là chị giảm đau thôi đúng không? Đau. Điều trị giảm đau cho anh thôi. Giờ chị cũng nhờ cái người quen mà bên nhặt bú để mà qua để hút cho anh. Cái bệnh của anh á, cái điều trị trong cái điều trình giảm đau á, những người ung thư á là phải có giấy của bác sĩ mới mua thuốc được. Cái đó là em biết em tìm hiểu rồi. Nhưng mà liều thuốc có thể là càng ngày nó càng tăng. Đúng rồi. Càng tăng. Mấy bữa trước có nhập viện tuần trước thì có thể uống một ngày một viên, một ngày ba viên nhưng mà pha theo nước uống. Đó, còn có hồi sau hồi qua nay nhập viện là bác sĩ sử dụng chích. Dạ đúng rồi. Khi mà chích á là mình cái phương pháp điều trị đó chích càng ngày con người nó sẽ đờ lên. Nó gây lún lẫn. Nói chung là bác sĩ cũng nói là cho chuyên
nhưng mà người ta không hẳn là người ta nói người ta không khả năng mà người ta chỉ nói là gia đình nên cho anh về chứ để mà không biết thời gian của anh tính từ ngày từ tháng rồi. Với lại người ta bác sĩ nó cũng cảnh báo là vỡ mạch máu, có thể vỡ mạch máu là bác sĩ sẽ không ra tiền nữa, tại vì dùng mạch nó quá nhiều cơ quan ở bên đó là không biết cơ quan nào, giờ bác sĩ không ra tiền nữa đó, cho nên là bác sĩ khuyên cho về. Đúng, người nhà mình phải xuất phát một thời gian còn điều trị thì mình nắm khả năng mình điều trị chứ không có can thiệp y tế nữa thì mình nên chơi về thôi, người nhà lo chẳng đi nha. Để tụi em về để cho người nhà lo. Cảm ơn hai em nhiều nha. Dạ. Hai em hỗ trợ mà hai chị với anh trai về tới nhà là mừng rồi. Dạ. Mới hôm qua nó vậy mà bữa nay nó lại đem vậy đó. Mới ngày hôm qua đó. Rồi em về nha. Nhà ghé bệnh là cố gắng ăn uống nha. Dạ không có gì đâu anh. Dạ không có gì đâu. Ghé ăn uống vô tình dưỡng sức khỏe nha anh. Dạ. Dạ rồi thôi không có gì đâu anh, đừng cố gắng nói đau miệng nha ha. Cố gắng nha anh ha. Rồi. Dạ rồi, xin chào quý ông bà cô chú. Con Thành C05 cũng đã hỗ trợ được cho anh Tèo về được tới gia đình rồi nha cả nhà. Cái bệnh tình của anh là do lúc đầu là phát hiện ung thư, anh bị nhức răng thôi, triệu chứng anh chỉ có nhức răng thôi. Mà vô khám thì anh bị u xương hàm rồi mới bắt đầu mổ, mới đầu sinh thiết mổ. Thì không may là khi mà sinh thiết thì anh phát hiện là bú ác tính đó cả nhà coi. Hai chồng anh làm công nhân, cũng có hai bé nhỏ, một bé sinh năm 2008 cũng đã nghỉ học sau cái mùa dịch Covid rồi, còn một bé nhỏ thì hiện tại cũng đang đi học ở trên nhà bà ngoại á. Hai vợ chồng mới có tích lũy được, hai anh chị mới tích lũy được một số tiền, cũng xây được một cái căn nhà nho nhỏ ở dưới quê, rồi cũng mượn tiền để xây nhà thôi. Thì vừa mới trả nợ gần xong thì anh phát bệnh, thì cái bệnh nó, căn bệnh nó rất là quái ác. Chỉ trong vòng có 3 tháng thôi mà cả nhà thấy hình ảnh của anh là trong 3 tháng thôi mà nó đã ra như vậy. Hôm nay thì bác sĩ cũng đã không còn có liệu trình điều trị nào nữa, chỉ có mà về và phương pháp giảm đau cuối đời cho những bệnh ung thư thôi. Thì cái đã sử dụng tới cái đó thì sử dụng cái phương pháp đó là cuối cùng thôi, cũng không có làm được can thiệp gì nữa. Thì mình thấy lúc đầu thấy là đau giùm anh luôn, thật sự rất là đau luôn, đau đớn bú mà lòi chỗ này lòi chỗ kia ra luôn, lòi từ hốc mũi lòi từ hốc miệng ra. Còn thấy đó, trời gặp mình thấy mình đau giùm luôn á nha cả nhà. Thì do anh bị chèn dây thần kinh cả nhà coi, là từ con ở Rồng từ thành phố giờ tới Hòn Đất Kiên Giang ngoài 200 cây mà không dám chạy, không vừa chạy mà vừa phải dìu từng cái gà để cho, tại vì sợ cái mạch máu của anh nó giống như sợi chỉ rồi, bất cứ lúc nào. Thì gia đình cũng đã sáng cũng đã con đã nói chuyện với gia đình, thì gia đình cũng chấp nhận là anh mất trên xe luôn, nhưng mà thì tụi con cố gắng hết sức rồi, tới đâu hay tới đó, nhưng mà giờ về tới nhà thì con cũng nhẹ nhõm, thật sự là rất là nhẹ nhõm. Thì cũng mong là cái bệnh tình của anh thì không còn khả năng mà hồi phục nữa nha, thì đưa về nhà để mà ở bên gia đình được giờ nào hay giờ đó. Anh cũng đã chấp nhận cái bệnh tình của anh rồi, anh cũng đã có chấp nhận cái số phận, chấp nhận cái bệnh tình của mình rồi, nên là anh về nhà thì cũng mong anh về nhà thì những cái ngày cuối đời thì anh được an vui bên gia đình những cái giây phút còn lại. Rồi thì hôm nay đồng hành với con là sẽ có anh Long tài xế mới nha nha. Đây là cái ca đầu tiên của anh Long, để cho anh Long được cảm nhận được về chuyến xe không đồng của hội nha. Con Long xin chào quý cô chú. Đã. Thì hôm nay thì cũng đưa anh Tèo về tới nhà, thì bản thân con cũng rất là vui và chuyến đầu tiên
Thì con cũng kính chúc anh này mau sớm bình phục để có thể con cũng không biết nói gì hơn thì lời cuối thì con cũng cảm ơn quý cô chú là đồng hành thì con chỉ biết nói như vậy. Dạ con cảm ơn. Dạ thì nói chung thì do là anh Long là tài xế mới đi ca đầu tiên thì thật sự đưa cái ca đầu tiên ảnh là một cái ca cũng rất là khó. Ca này thật sự thì chỉ có khỏe thì khỏe nhưng mà phần trăm cũng rất phần trăm cao nhưng mà phần trăm mất trên xe rất là cao. Đó, thì do là ảnh là lần đầu tiên ảnh có cầm máy cũng như là có gì mà quý ông bà coi mà clip mà thấy hình ảnh hơi khó coi thì cũng mong quý ông bà cô chú quan hỷ bỏ qua cho anh nha. Để rồi con cũng tài xế thôi thì cũng đâu có học quay phim gì, em con cũng quay theo mà cảm tính, với thứ hai nữa là cũng đi học những anh em trước rồi rồi lỡ có lời ăn tiếng nói cái gì mà không hay thì mong quý ông bà cô chú quan hỷ bỏ qua. Thì bây giờ là cũng đã là gần 10 giờ rồi nha cả nhà, thì con với anh Long cũng xin phép quay về Sài Gòn tại vì giờ về trường cũng khá là xa đó. Thì con cũng cảm ơn quý ông bà cô chú đã xem hết clip cũng như là ủng lúc nào cũng ủng hộ đồng hành với anh em tụi con, thì cũng như là ủng hộ các dòng sản phẩm của sư phụ con để sư phụ con có những cái đồng tiền lời trích ra để hoạt động những chuyến xe không đồng cũng như các chương trình thiện nguyện khác. Dạ rồi thì bây giờ con cũng xin phép quay về Sài Gòn để ngày mai có thể là anh em con tiếp tục hỗ trợ các bà con khác nha. Quý bà cô chú, dạ xin chào quý bà cô chú.